Thực vị thị trường chứng khoán đã có một tuần giao dịch khá tích cực khi đóng cửa với sắc xanh, trong đó thì có 4 trên 5 phiên tăng điểm sau hơn một tháng giảm điểm liên tiếp. Kết tuần vừa qua, từ ngày 10 tới ngày 14 tháng 10, chỉ số đóng cửa ở mức 1.061,85 điểm, tăng 25,94 điểm so với cuối tuần trước, tương ứng mức tăng 2,5%. Trong tuần qua, khối lượng khớp lệnh trung bình đạt 513 triệu cổ phiếu một phiên, tương ứng giá trị khớp lệnh trung bình đạt 9.418 tỷ trên phiên. Nhóm ngân hàng sau nhiều tuần kéo thị trường lao dốc nay đã có tuần hồi phục tốt trở lại, đóng góp 1,28% vào đà tăng chung của chỉ số. Bên cạnh là các nhóm như phân phối xăng dầu và khí đốt, thép, phân phối hàng chuyên dụng, hóa chất. Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản còn tiếp tục giảm điểm, đóng góp 0,39% vào mức giảm chung. Theo sau là các nhóm dịch vụ hàng không, chế biến gỗ, môi giới bất động sản, dược phẩm cũng gây áp lực lên chỉ số. Trong tuần qua, đà tăng tốt từ BID, GAS, CTG, HBG, VNM giúp nâng đỡ VN-Index. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, đa giảm của VHM, NVL, TCB, MSN, VGC đã gây áp lực lớn nhất đến chỉ số. Về phía giao dịch của khối ngoại, trong tuần qua, khối này đã đảo chiều mua ròng mạnh với giá trị 2.642,6 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung vào DGC, VNM, HBG, MSN, SSI. Ở chiều ngược lại, M1VFVN30, GEX, SAB, VND, DXG nằm trong top bán ròng của khối này. Về phía tự doanh, trong tuần qua khối này đã tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị 1.826,8 tỷ trên sàn HOSE, tập trung vào TCB, NVL, FUE, VFVND, VHM, VIC. Ở chiều ngược lại, SAB, BNC, M1VFVN30, OGC, SAM nằm trong top mua ròng của khối này. Chỉ số đã có diễn biến hồi phục trở lại từ vùng hỗ trợ 1.000 tới 1.050. Ba phiên tăng liên tiếp đã kéo chỉ số về lại vùng gáp 1.062 tới 1.074. Tuy nhiên, nhìn chung, lực mua còn yếu, đồng thời tín hiệu xuất hiện nến doji sau phiên tăng điểm cuối tuần. Điều này báo hiệu khả năng chỉ số sẽ sớm chịu áp lực trở lại trong tuần này. Kỳ vọng nhịp test đáy sẽ phát tín hiệu tích cực và có thể hình thành mẫu hình đảo chiều hai đáy nhỏ, không loại trừ khả năng sẽ rũ đáy cũ trong phiên. Trường hợp nếu tiếp tục tăng vượt gáp thì khả năng quanh 1.100 cũng sẽ sớm điều chỉnh trở lại. Trong trường hợp này, đáy 2 có thể sẽ cao hơn. Do đó, các chuyên gia của BHS lặp lại quan điểm về khả năng thị trường có thể xuất hiện một đáy ngắn hạn ở vùng hỗ trợ 1.000 tới 1.050 và có thể kéo dài 1 đến 2 tuần với kháng cự mục tiêu vùng 1.110 tới 1.140.